tử luân hồi thì phải sao? Thì mình phải không có tham đắm ở trong cái những cái trong cái giác quan trên người của mình, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Người tu học chân chánh thì phải hồi quang phản chiếu để thấy chân tâm bất bất như bất động của mình. Có như thế thì mới vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bởi vì vậy mà trong kinh Kim Cang thầy đã giảng rồi, quý vị đọc lại quý vị sẽ thấy. Trong kinh Kim Cang cũng như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhất là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà ông A Nan hỏi lý do tại sao mà tất cả mọi chúng sinh bị chìm đắm trong cái con đường sinh tử luân hồi, thì bây giờ mười phương chư Phật khác miệng mà đồng lời, có nghĩa là dị khẩu mà đồng âm, khác miệng cùng lời dạy rằng sở dĩ mà chúng sinh oan uổng muôn kiếp nghìn đời trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi là do sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tạo tác. Nếu mà một người chân tu mà rời bỏ được sự ưa mến của giác quan, tức là ly được lục trần, quý vị biết thì biết cái lục căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó bị xúc tác bởi cái lục trần bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Do bị cái xúc tác như vậy, do đó nó tạo tác, khi mà nó mê đắm thì nó tìm mọi cách nó giữ, do đó nó tạo thành nghiệp lực. Và nghiệp lực này chi phối mọi chúng sinh trên con đường mà sinh tử luân hồi, rõ ràng. Khi mà một vị tu ly được cái lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, thì bản tâm tự thanh tịnh hiện tiền, không phải tìm cầu đâu xa. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy pháp tu bên Đại Thừa dễ không? Rất là dễ. Quý vị chỉ cần ly những cái sự tham muốn của thế nhân thì tự nhiên bản tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Do đó mình không cần tìm cầu gì hết á. Quý vị không cầu Phật, quý vị cũng là Phật. Mà quý vị cầu Phật, quý vị sẽ là thiên ma. Nhớ thầy nói điều này, nhớ thật rõ. Vị nào mà có cái lòng tu giải thoát nhớ rõ điều này, không mong cầu khi tu học, không mong cầu điều gì hết á. Giàu sang, nghèo hèn, tất cả là những cái quét pháp quyển của chúng sinh, không nên mong cầu. Mình đã hiểu được dạng pháp vốn là vô thường, vốn là không tự tánh, thì mình không có mong cầu cái gì hết. Tu cái gì để tu. Khi mà tất cả những cái lục căn nó ly với lục trần thì tự nhiên cái thân của mình thanh tịnh. Mà hễ thanh mình thanh tịnh, trí huệ hiện tiền. Khi mà trí huệ mình nó hiện tiền, nó sẽ thấy muôn pháp dạng pháp, không có gì lạ. Không có gì mà gọi là mong cầu. Vì vậy mà quý vị thấy rằng ở bên Thiền Tông đâu có chủ trương mong cầu đâu. Không chủ trương chứng đắc. Bằng chứng là quý vị thấy lục tổ Huệ Năng nói sao? Ta ở cảnh giới vô sở trụ, ta ở cảnh giới vô sở đắc. Tức là chỉ về cái bản tánh không mong cầu. Không mong cầu mà được tất cả. Mong cầu quý vị sẽ mất tất cả. Ông Thiên Ma ổng làm chủ hết. Hôm nay thầy nghĩ rằng thầy giảng tới đây chắc quý vị cũng đã hiểu thấu pháp rồi ha. Như vậy là cái lòng mong cầu quý vị tự nhiên nó không còn nữa. Mà hễ quý vị nào mà lòng mong cầu không còn nữa, tự nhiên cái bản tâm thanh tịnh ha. Nó vậy đó. Cái bản tâm mình sở dĩ nó không thanh tịnh là tại vì nó bị những cái mong cầu, những cái ước muốn, những cái mà lục trần nó đeo theo bên mình đó. Nó làm cho mình không có sự sáng. Nó làm cho mình không có sự trí huệ. Rồi mình phải chìm đắm ở trong cái nẻo luân hồi rất là tội nghiệp. Quý vị người nào cũng có pháp thân hết á. Nhưng mà tại vì quý vị không biết đào tạo pháp thân của mình. Để cho lục trần nó chiếm hết. Nó chiếm sạch hết. Rồi quý vị sống trong tình thương của gia đình. Sống tình thương của anh chị. Sống trong tình thương của cha mẹ. Khi mà cha mẹ mất mình đau khổ khóc dài giọt nước mắt. Khi chồng mất rồi quý vị cũng khóc dài giọt nước mắt. Rồi tới quý vị cũng phải mất. Đâu có cái gì mà ở trên đời này nó thật sự đâu. Đi tất cả. Mọi người đến đây bằng bàn tay trắng. Và ra đi bằng bàn tay trắng. Thành ra giàu cho quý vị có tu hay không tu, quý vị cũng nên đối xử với những bạn hữu của mình, đối xử với những người mà mình đã có duyên gặp gỡ bằng những cái tình thương chân thật. Bởi vì trong một kiếp này quý vị chưa hẳn đã gặp lại những người đó đâu.
ở trên thế gian này nhiều cái thế giới lắm, không phải có một cái thế giới này đâu. Một lần gặp gỡ rồi quý vị chia tay, có thể là nhiều khi quý vị tu đến sự giải thoát quý vị không còn gặp mấy vị đó nữa. Mà nhiều khi quý vị chưa giải thoát, quý vị luân hồi, quý vị đi những cảnh giới khác, quý vị không, cũng không còn gặp gỡ những người nữa. Vì vậy khi mà mình được gặp gỡ những người bạn hữu này, mình gặp gỡ những người thân nhân này, mình hãy sống trong cái sự an hòa, trong cái tình thương an lạc thật sự. Đừng bao giờ khởi cái tâm thị hiềm, ganh tị. Bởi vì cái sự hữu duyên này nó rất ít đối với chúng sinh. Nếu Ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở nơi tám nạn, không được khỏi nạn, đồng với phiền não, lìa pháp thanh tịnh, Ngài được vô tránh tam muội. Tất cả những chúng sinh cũng được vô tránh tam muội. Những người thế cho Ngài chẳng gọi là phước điền. Những kẻ cúng dường đến cho Ngài bị đọa vào ba đường ác. Ngài cùng với ma nắm tay bà làm bạn lữ. Ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sinh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng tăng, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu Ngài được như thế mới nên lấy món ăn. A Di Đà Phật. Thật là tội nghiệp cho tôn giả Tu Bồ Đề ha. Đến nhà cư sĩ Di Ma Cật chỉ xin có bát cơm thôi à, mà ông này ông giảng cái đạo lý đến nỗi mà tôn giả Tu Bồ Đề cũng phải là kinh sợ. Trong cái đoạn kinh này tất cả quý đại chúng thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã dùng cái lòng từ bi để mà chỉ dạy cái pháp cho tôn giả Tu Bồ Đề. Cái nghĩa lý này nó rất là sâu xa. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng một vị A-la-hán là lục căn đã thanh tịnh. Mà một vị A-la-hán lục căn đã thanh tịnh thì tà kiến đâu mà nó khởi, phải không? Bởi vì quý vị biết rằng một vị A-la-hán khi mà đạt đến cái quả thứ tư A-la-hán thì cái kiến hoặc và cái tư hoặc đã hết rồi, đã đạt đến cái chỗ mà nhân không rồi. Do đó khi mà được lục căn thanh tịnh, tự nhiên những cà tà kiến nó đã tiêu trừ. Nhưng mà ở đây cư sĩ Di Ma Cật Ngài muốn nói một cái điều với tất cả những chúng tăng và với những cư sĩ mà có tâm cầu đạo xuất gia sau này. Khi mà đã xuất gia hay là đã phát cái tâm tu hành thì phải cố gắng làm sao cho cái lục căn của chính mình được cái sự thanh tịnh. Bởi vì khi lục căn được thanh tịnh thì cái kiến hoặc và tư hoặc nó mới được tiêu trừ. Thành ra một cái vị mà đã được tiêu trừ kiến hoặc và tư hoặc rồi thì làm sao có tà kiến khởi quý vị. Thành ra cái điều này nó không có đúng ha. Một vị mà đã tiêu hủy được kiến hoặc và tư hoặc, cho rằng cho dầu vị ấy vào trong cảnh tà kiến, cho dầu vị ấy vào trong cái cảnh phiền não, ở vào những cảnh giới không thanh tịnh, thì tâm của vị ấy cũng như bất động và thanh tịnh. A Di Đà Phật. Cái điều này quý vị thấy rõ ràng. Thành ra khi mà mình đối thoại về cái pháp với một chúng sinh, người ta nghe pháp người ta biết cái tâm của mình nó vào cái cảnh giới nào. Mình còn nhân ngã, quý vị nói pháp toàn là nhân ngã. Mình mà còn chưa đắc pháp, quý vị nói pháp toàn nằm ở trong cái kiến văn. Nó vậy đó. Thành ra những cái sự mà chứng pháp, đắc pháp của mình, những người mà họ tu cao, họ dòm, họ biết ngay. Quý vị có nói là thiên kinh vạn quyển đi nữa mà quý vị vẫn còn bị trói buộc trong các pháp, thì những vị tôn túc lớn họ tu qua họ biết hết. Khi mà lục căn được thanh tịnh, đạt đến cái chỗ như bất động, thì bây giờ đạt được cái trí huệ, và trí huệ này sẽ thâm nhập vào ở trong cái vô tránh tam muội. Vô tránh tam muội là một cái tam muội rất lớn ở trong cái hàng thanh văn A-la-hán thời bây giờ. Một người mà đạt được cái vô tránh tam muội thì họ đã lên cái thánh A-la-hán và đạt được cái lý nhân không. Người mà đạt được vô tránh tam muội sẽ không làm phiền não cho tất cả muôn loài chúng sinh.
luôn luôn tạo cho chúng sinh được niềm vui phỉ lạc. Quý vị nên nhớ cái người mà họ tu mà họ đạt đến chỗ vô tánh tam muội đó, họ không còn muốn luận bàn nữa và họ còn không muốn tranh cãi nữa. Họ đang ngồi đó, quý vị lại nói rằng cái chỗ này là chỗ tôi, là họ lập tức họ đứng họ nhường cho quý vị ngay. Họ đang nói một cái điều gì đó mà quý vị lại nói rằng cái lời này của tôi nó đúng, là cái gì đó lập tức im lặng và đi ngay. Đây là cái chỗ mà đạt đến cái chỗ mà không còn muốn tranh luận nữa, không còn muốn luận bàn nữa. Họ đã thấy được cái dạng pháp là huyền ảo rồi. Mọi chúng sinh cũng vậy. Do đó họ lặng lặng họ ra đi. Thành ra mặt chúng sinh muốn làm gì làm. Do đó những người mà đạt đến vô tánh tam muội thì họ hàng làm lợi ích cho chúng sinh. Họ không bao giờ gieo cái sự mà phiền não cho chúng sinh. Cái điều này không bao giờ có. Chẳng hạn như Ngài Tu Bồ Đề, Ngài đang ngồi trong động núi đó. Có ba bốn vị ngoại đạo đến thấy đang ngồi trong động núi, cái thấy cái am nó đẹp quá. Vô cái mới vừa thấy Ngài Tu Bồ Đề, lễ cái ngồi xuống là Tu Bồ Đề lập tức đứng lên đi nơi khác ngay, nhường cái am nó lại cho cái gì ngay lập tức. Quý vị thấy người tu là phải vậy, chứ đâu phải là tu mà bây giờ thấy chùa to, thấy cái chỗ ở nó sang trọng mà mê luyến, đến đổi mà có nhiều khi xin lỗi Ngài Thầy nói thiệt á, ở mà mê luyến đó cái cảnh chùa rồi, cảnh thiên nhiên nó rộng rãi, nó tốt đẹp, xin lỗi tu tịnh độ nhiều khi chính mà Đức Như Lai, A Di Đà cùng Đại Thế Chí Quan Âm đến mà tiếp dẫn, nhiều khi mình không chịu đi nữa. Tại vì mình thấy cảnh đẹp mình mê. Mà chúng sinh thì ưa mê trần, mà mê trần thì đắm nhiễm. Cái người mà đạt vô tránh tam muội rồi thì họ luôn làm cho chúng sinh được cái niềm vui phỉ lạc. Như vậy thì chỉ có ông Tu Bồ Đề là có cái vô tránh tam muội sao? Thầy xin thưa cùng với tất cả đại chúng là tất cả mọi chúng sinh, kể cả những vị tứ chúng đang ở trong cái quán tham thiền viện này cũng có vô tránh tam muội, không riêng gì tôn giả Tu Bồ Đề. Nếu quý vị hành đúng pháp, nếu quý vị tu đúng cái hành pháp của vô tránh tam muội, quý vị hiểu thấu dạng pháp, quý vị hiểu thấu chúng sinh là huyễn hóa, quý vị không còn muốn là cái sự mà bàn luận phân chia phân lời nữa, thì quý vị sẽ đạt đến cái cứu cánh là vô tánh tam muội. Một bậc A La Hán cũng có cái nghĩa là ứng cúng, có nghĩa là phước điền cho mọi chúng sinh. Chữ phước điền là nói về cái tiếng Hán, nói về tiếng Việt Nam mình là ruộng phước cho chúng sinh. Bởi vì khi mà chúng sinh cúng dường đến cho những vị này thì họ được những cái phước báo vô cùng, nghĩa là tối thắng. Mà ở đây trong cái câu kinh trên quý vị thấy là cư sĩ Di Ma Cật Ngài dùng câu là cúng dường cho người tu chẳng gọi là phước điền. Như vậy tại sao cúng dường cho người tu chẳng gọi là phước điền? Trong lúc là cái bậc A-la-hán thì gọi là bậc ứng cúng, là ruộng phước cho chúng sinh. Như vậy thì ý của Di Ma Cật như thế nào? Ý của ông Di Ma Cật có nghĩa là những vị tăng sĩ mà không đắc được quả thánh. Một bậc dù có đắc được quả A-na-hàm ở địa vị thứ ba ở trong tiểu thánh đi nữa cũng không thể gọi là ruộng phước cho chúng sinh. Ruộng phước cho chúng sinh là từ bậc tứ thánh trở lên, có nghĩa là A-la-hán trở lên. Vì thế mà mình cúng dường cho một vị tăng sĩ hay là một vị tu bình thường thì không thể gọi là phước điền. Bởi vì những vị này họ chưa đắc được thánh quả A-la-hán. Như vậy thì những vị này họ vẫn nằm ở trong cái bậc phàm nhân. Do đó người cúng dường chỉ nhận được một chút phước báo. Vì thế mà trên con đường luân hồi chưa thoát khỏi tam đồ lục đạo. À, vì Đà Phật quý vị nghe thấy rõ ha. Do đó mà lời khuyên của cư sĩ Di Ma Cật là người mà thọ của tính thí đàn na và muốn làm cho phước điền rộng lớn đến cho tất cả chúng sinh thì phải cố gắng tu học, phải cố gắng thu nhiếp lục căn thanh tịnh. Như thế khỏi phải phí phạm của cúng dường của đàn na thí chủ. Ngoài ra không có cùng phiền não và chúng ma làm bạn lữ. A Di Đà Phật. Tất cả mọi chúng sinh, kể cả hàng xuất gia, tu hành mà không thu nhiếp lục căn đều là nắm tay với ma đi trên đường ma. Đều là những cái bậc cùng với ma làm bạn lữ. Và đồng thời
mình hưởng những của tính thí này, mình còn mang những